Lan Ngọc nhận đặc quyền, có thể tự cứu mình tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tập 8 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã công bố 4 nhóm trưởng, tương ứng với 4 nhóm, 5 thành viên, chính là Chị Đẹp, Diệu Nhi, Lan Ngọc, Em Ly và Hương Ly. Với chủ đề chuyến tàu thời gian, 4 tiết mục sẽ được các chị đẹp lựa chọn trình diễn ở công diễn sắp tới sẽ là Hai Đứa Trẻ, Màu Hồng Chủ Nhật, Mắt Sắp Ước Gì và Mưa Phi Trường. Đặc biệt, tại công diễn 3 sẽ có màn đấu nhảy, Dance Battle trên nền nhạc vũ điệu hoang dã. Diễn viên Lan Ngọc chính là nhóm trưởng thứ 2 khi có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong 4 nhóm nguy hiểm. Nữ diễn viên nhanh chóng lựa chọn ca khúc Vì Sao, cho rằng đây là ca khúc quen thuộc nhất với mình. Không được lựa chọn thành viên, nhưng Lan Ngọc vẫn được các chị đẹp đánh giá cao khi đảm nhận vai trò nhóm trưởng và được Uyên Linh, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Linh Ly lựa chọn về chung nhà. Giải thích cho quyết định của mình, Uyên Linh thẳng thắn, Uyên Linh rất thích Lan Ngọc, Ngọc làm nhóm trưởng khiến mình rất yên tâm, cực kỳ nhã nhặn, cực kỳ vui vẻ nhưng làm việc rất hiệu quả. Tiếp tục trở thành nhóm trưởng ở công diễn 3, Lan Ngọc cho biết bản thân cũng rất lo sợ khi không làm tốt vai trò của mình. Cụ thể là việc chị đẹp Quỳnh Nga đã phải tạm dừng chân ở công diễn vừa rồi, Ngọc đã làm chưa tốt nên ở công diễn 2 đã có thành viên phải ra về. Đó là cảm giác mà Ngọc cực kỳ không muốn trải qua một lần nào nữa. Và Ngọc sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể bảo toàn thành viên của mình. Ngoài ra, Lan Ngọc là chị đẹp có điểm bình chọn cá nhân cao nhất ở nhóm nguy hiểm trong công diễn 2, vì vậy cô đã nhận chiếc thẻ đen quyền lực để sử dụng cho công diễn 3. Theo đó, Lan Ngọc được quyền lựa chọn một trong hai đặc quyền gồm hồi sinh cho bản thân hoặc chị đẹp chẳng may tạm dừng ở công diễn 3, hoán đổi bài hát của mình với nhóm khác.